JK Audio, nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, đó là cái chất âm được tái tạo bởi một cái đẩy liền vang mang thương hiệu là WeWood. Vâng, là mã là K1200 mã. Vâng, về với anh Nguyễn Đăng Thêm ở Quế Võ, Bắc Ninh ạ. Vâng, anh đã cọc bên em mấy chiếc mấy trăm, tiền thanh toán của anh còn 4.500.000 đồng. Vâng, anh ở gần Bắc Ninh và em ở gần bến xe Gia Lâm, thì em chiều nay bên em sẽ ship hàng cho anh theo xe ôm, thì rất là tiện cho anh để anh nhận sớm nhất. Vâng, trước tiên thay mặt công ty JK Audio cảm ơn anh Thêm nhé. Vâng, và bên em đang test cho anh chiếc khi gửi đấy ạ. Vâng, đây là sản phẩm mới nhưng bên em cũng bỏ sẵn ra để bên em test. Còn đâu là đây là hàng nguyên đai nguyên kiện và bên em nhập tại Trung Quốc về. Tất cả những cái shop chặn rất là dày dặn và những cái catalog. Đó, catalog. Đây, nói chung là đây là hàng sản phẩm mới, bảo hành 1 năm và lỗi một cho anh Thêm nhé. Vâng, bên em đã bỏ sẵn ở đây để bên em rút ngắn thời gian, không bị quá nhiều thời gian quay cảnh bóc hộp. Thì cơ bản nó là sản phẩm mới 100%. Vâng, anh Thêm nhé. Đặc biệt cái dòng này là dòng đẩy công nghệ mới, công suất nó rất là khỏe và nó có thể đẩy được 2 đơn loa full bắp 30 mà bên em đang kết nối, rất là khỏe. Và đặc biệt những tính năng nổi trội của cái dòng này thì bên em cũng làm khá là chi tiết về một cái video chính về cái sản phẩm này. Thì đây là cái video em quay lại sản phẩm của anh Thêm mua bên JK Audio và bên em quay lại giới thiệu đến các bác mọi miền Tổ quốc. Vâng, thì về hình dáng thì được sơn màu đen, rất là đẹp, dễ phối ghép. Tính năng thì rất là vượt trội, rồi gồm kết nối Bluetooth này. Em đang kết nối Bluetooth đấy ạ, vừa nghe trực tiếp qua điện thoại, rất là tiện để chúng ta thời đại công nghệ số, chúng ta toàn kết nối không dây thôi ạ. Về bên em có một cái mưa và nó chuyên khách hàng nhé, tặng anh Thêm để đi kèm với sản phẩm ạ. Vâng, và đặc biệt cái nổi trội nữa đó là cái đầu có thể kết nối được USB, đọc USB chơi nhạc MP3 và đọc được thẻ nhớ USB đấy ạ. Chơi nhạc và nói chung là rất nhiều cái kết nối. Và đặc biệt cái dòng này echo rất là ngọt ngào, echo rất ngọt ngào, với em cũng test rất là nhiều. Và đặc biệt là có thùng hút tự động và đặc biệt có hộp chống nhiễu phía bên trong để cho chất âm được sạch sẽ và sáng. Điều đặc biệt mà ở các cái dòng đẩy liền vang hiện tại trên thị trường nó chưa có, đây là cái dòng tự động dò tín hiệu đầu vào. Khi mà chúng ta cho chế độ tín hiệu nào vào thì khi mà có tín hiệu, tất cả những cái phím này sẽ tự nhảy để nó tự động dò và tự động chọn tín hiệu. Vì thế chúng ta không phải ấn VCD hay DVD, AUX hay là BGM. Đó, nó lại nổi trội ở cái điểm đó. Và đặc biệt ở đây có chế độ lưng tiếng đây à. Đây là chế độ lưng tiếng anh Thêm nhé, Nowlet này. Đây em thử ấn này. Đấy, nó sẽ cho chất âm sáng hơn, sạch hơn. Đó, thì đó là cái nổi trội. Và bên em có dán tem công ty JK bảo hành cho anh 1 năm nhé. Vâng, thì đó là những tính năng nổi trội mà bên em cũng vừa kể xong. Các bác khi mà sở hữu cái đẩy liền vang WeWood KM1200 mã, đây là dòng công nghệ Mỹ, các bác sẽ sở hữu được cái chất nhạc đỉnh cao của sự tái tạo những cái chip xử lý rất là hiện đại, cho ra chất âm rất là trung thực và sống động. Thì chúng ta chỉ cần một cái đẩy liền vang này thôi, chúng ta có thể nghe được tất cả các giải rất là chi tiết, rất là tách bạch, kể cả đường mic cũng rất là ngọt ngào. Đó là chúng ta không cần những thiết bị cao cấp mà chúng ta vẫn nghe được cái bản nhạc hay. Bản nhạc nói chung là các bác nghe ở phòng thu như thế nào thì cái này nó tái tạo đúng như thế. Đó, được. Bây giờ chúng ta đi trải nghiệm một đoạn nhạc. Rất là tiện lợi, kết nối bằng Bluetooth. Đó, kết nối bằng Bluetooth chúng ta có thể kết nối không dây.
quảng cáo. Concept đây. Gần đây thì mình có nghe một bài rất là thú vị trên YouTube. Trước khi gửi cho anh thì bên em cũng setup rất là đầy đủ. Anh về chỉ việc kết nối đưa tín hiệu vào và đưa tín hiệu ra loa. Và anh cắm dây nguồn lên, bật nguồn lên là ok. Là anh có thể chơi được nhà. Vâng, anh chỉ cần bật cái này thôi. Còn toàn bộ thao tác là bên em đã setup cho anh sẵn. Nói chung là cũng khá là nhiều bác cũng rất là khó can thiệp về những tác giả thì bên em đã hỗ trợ hết rồi ạ. Rồi sau khi mà phòng kỹ thuật bên em test bên thì phòng kỹ thuật cảm thấy ổn định với những chuyên viên lâu năm thì có gian có một cái chuyện là đã xuất kho và đã kiểm định rất là đảm bảo. Rồi một lần nữa cảm ơn anh thêm nhé. Bên em đường mic, đường chỉnh nhạc và tất cả những cái chức năng anh cần bên em can thiệp thì bên em đã can thiệp hết rồi ạ. Đường mic rất là tốt và sau đây xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh thêm nhé. Và sau cùng chúc anh thêm và gia đình sức khỏe và cho anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.